Đây các bác ạ, nói có sách mách có trứng thì hiện tại Tuyên đang đứng ở chỗ gần cái hốc đá mà hai chị em đang ở trước đó ấy. Đây, đây là cái chỗ hốc đá mà hai chị em đã ở. Đây, ngay đằng sau chú đây. Còn cái chỗ này là cái chỗ để đựng nước ấy các bác. Bể chứa nước hiện tại bây giờ đã khô như thế này rồi. Chỉ còn có trơ đáy một chút chút ít kia thôi. Nhưng mà nó đục ngầu luôn. Cho nên là chú ô chị. Chà nhá, chà nhị chè chè nhá nè hảo chị yu á chị yu lọ bú tâm bú bốm bú nhau xí. Bùm buồn nọ tao á? Nọ tao mà. Cái này vẫn cho lần được à? Hả trai? Đứng xa xa một tí nhá, ngã xuống chết dở. Đây, cái này vẫn cho lần nha các bác nhá. Này đục cực kỳ luôn. Nhưng mà hết nước rồi. Đành phải sử dụng thôi. Giống mơn, ủa tạc mơn. Yu bá chê ta mơn dỗ hú. Dỗ hú, thật từ lo na lo ba chồng mô đê đâu. Đây, bây giờ sẽ phải sử dụng cái số nước còn lại này cho lợn. Còn là chờ đến đợt mưa sau thì sẽ phải rửa sạch sẽ để chờ mưa về để chứa tiếp cho năm sau sử dụng các bác ạ. Hy vọng là trời sẽ sớm mưa để cho bà con bớt khổ. Đây là cái bể chính của nhà ông chú đang sử dụng phục vụ cho toàn bộ gia đình, cả gia đình chú và gia đình hai chị em. Đây các bác ạ. Đã hết trơ đáy rồi các bác này. Chắc có lẽ là các bác xem qua hình ảnh thì sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì Tuyền sẽ zoom lên cho các bác xem. Đây là đáy rồi các bác nhé. Đây này. Nhìn đáy rồi. Có lẽ là hơi tối một chút. Tuy nhiên thì có thể là vẫn nhìn thấy đây. Đáy còn một chút chút xíu thôi. Vừa đợt vừa rồi vừa mưa. Một cái bể 30 khối. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ cũng đã cạn. Đã trơ đáy rồi. Rất là khổ cho bà con ở trên vùng cao. Ừ, chỉ một đề mà ô cháu lộ. Dạ. Đây mà tao mua đề mà ô hào lý. Đây cháu. Mụ ẻ lo sứ lô. Mụ ẻ lo sứ lô. Nhân liền mà mụ ẻ sứ lô. Vậy mà ở đây, đây ẻ quê tí nà. Quê tí thưa. Nhớ quê tí à. Quê tí kế mù cháy quay. Dạ lô. Ừ. Quê mù cháy quê mù cháu hậu hà thế. Mù mù hậu hà thế. Mù tỏ kế mù sủng trai là. Dạ lô. Ừ. Xa lắm các bạn. Tao vi pa đi giả thế lô. Giờ mua xe mà mua vi pa hay dùng đồ hả? Nhưng mà tao vi pa mua gì mua? Vi pa mua mà nè đây mà mê. Chứ chỉ tạo khó thế nào. Hiện tại bây giờ thì bà con có hai nguồn lấy nước chính. Nếu như trường hợp mà cái bể này cạn trơ đáy luôn. Như vừa rồi, hôm vừa rồi thì chú cũng chia sẻ là đã cạn trơ đáy đến khoảng 3-4 ngày. Tuy nhiên thì gia đình đã đi điệu nước. Nhưng mà điệu thì ở kia các bác ạ. Đây, Tuyền sẽ zoom cho các bác xem. Ở ngay cái ngọn chuối này, đường này nhá các bác nhá. Đây này, zoom cho các bác xem nhá. Ở tít cái núi bên kia cơ. Đó. Rồi, rồi, chỗ này này. Đây, có cái đường mòn này này. Có cái đường mòn này đi vào. Và đi theo cái đường mòn này xuống tận tít dưới sâu cái khe nữa. Phải đi qua cái khe này. Đó, rất là xa. Phải đi đường vòng qua cái núi ở đằng sau này các bác ạ. Đi qua đằng sau này và điệu về. Thì có hai nguồn. Một nguồn là vừa Tuyên vừa chỉ ấy. Còn một nguồn khác thì ở bên ủy ban xã. Tuy nhiên thì ban xã hiện tại bây giờ cũng đã cạn. Và dân cư ở đấy thì khá là đông. Cho nên là để sang bên đấy và tranh nhau lấy được một cái nguồn nước thì cực kỳ là khó. Cực kỳ là mất thời gian. Thành ra là để tránh mất thời gian thì bà con sẽ đi xa hơn lấy. Tuy nhiên thì nói sao thì nói thì cực kỳ khó khăn về cái nguồn nước của bà con, đặc biệt là nước ăn, nước uống, nước sinh hoạt. Đây là nhà chú. Ô mó là cái này là rau à? Rau. Đây này, ăn rau như thế này thôi. Nhà chú thì bây giờ chỉ còn những nồi canh rau cải như thế này và mẻn mén thôi các bác ạ. Đây, mẻn mén đây. Mẻn mén cũng đã hết rồi. Hôm nay chỉ còn bằng này thôi. Không còn đủ mẻn mén để ăn nữa. Đây, em trai đang làm mẻn mén đây. Thế nên là nhiều khu ua chưa? Hai chỉ nhắc ua. Nhưng mùa này chỉ nọ cho hả? Nọ chỉ cháu nọ. Ôi dù, nó hành như nè. Bê, ở hai áo tiêu thiệu, bê tập bản nhé, muốn nhắn trả dí sinh. Ờ, tập bản nhé, mọ chứ. Ừ,
đi con chầu, con chá mà. Là gì? Mua ăn chá, đi con chầu ăn chá mà hậu. Con ní? Ồ. Chờ à. Mình muốn nhá dí dịnh này, nhá tà. Bà vợ của chú đang bị ốm đi bệnh viện nên là chú phải làm thêm một cái khác, cái này là cái làm thêm để cho chú đưa cơm đi cho thím ăn, gia đình sẽ phải ăn cái số còn lại khá là ít thôi, chắc có lẽ là không đủ ăn đâu. Đây các bác, này là hơn 10 người vào khoảng 13 người ăn, 13 14 người ăn bằng này thì thực sự là không thấm vào đâu đâu các bác. À, ngoài ra thì có một cái chảo nước canh như thế này thôi để sử dụng thôi, ăn cùng với mèn mén. Chỗ đề này là lao bò chè là phun búa, lao quả chè chỉ phun búa là nói như thế mà chỉ dùng nó lú là nó sợ chỉ mua mà bao đi trả lộ. Đây là mèn mén chú đang chuẩn bị làm, em trai đang làm, quay cho các bác xem một chút về cái quy trình làm mèn mén. Cái này phải cho nước vào bóp chứ, trai. Mua đầy tròn. Quan điểm mình thấy là người nhìn người thì của đâu của là quay sở của thứ tao. Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Cùng Núi. Một ngày mới cho tên gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý cô bác anh chị và quý khán giả thật nhiều sức khỏe và thành công trên mọi con đường. Hôm nay thì tên đã gọi được chú về và bây giờ tên sẽ tiến hành làm việc trực tiếp với chú để xin cái chỗ đất cũng như là cái miếng đất mà tuyên đã thống nhất với chú cũng như là thím. Trước đó thì tuyên cũng không ghi hình bởi vì là chỉ gọi điện thôi. Gọi điện thì tuyên gọi điện cho chú và chú đã đưa điện thoại và cùng với chú thím nói chuyện trực tiếp với tuyên, do là thời gian này tuyên cũng khá là bận ở bên chỗ em xính què và nữa là hai ông cháu cộng với lại em xính bọc nữa khá là bận, với lại thời gian vừa rồi bận rộn để lấy lại kênh nên là tuyên không có thời gian lên, chỉ liên hệ qua điện thoại cho chú thím thôi. Đã nhờ chú thím cũng như là làm việc qua điện thoại thì tuyên không có ghi hình và không có thước phim ghi lên để cho các bác xem. Hôm nay tuyên lên thì không có hẹn trước, tuy nhiên thì lên đến đây thím không ở nhà, chỉ có mỗi mình chú ở nhà thôi, nhưng chú thím cũng đã ủy quyền cho chú để làm việc với tuyên. Và bây giờ thì sẽ nghe một vài tâm sự của chú để cho các bác hiểu hơn về cái miếng đất đó và chú đã nhất trí hay là như thế nào thì các bác có thể nghe chú tâm sự. Hay sẽ là dình cho ai có tư quân thì dình lắm ạ. Thứ hai thì tư phận là dạy anh dình lắm. Ờ. Mình thấy dình. Mà cái sợ thả nó lo mình dình dình hố. Thả cho thứ hai quan niệm mình thấy dình này người dình người kia kia của đâu của là quay sợ của thứ tao của cho sợ ổn của mà hạt sinh hoạt của mình cho là cho cả cho chết sau hai mặt tôi dình mặt kia kia của kia tập cả. Còn về vấn đề nào mình cho ra vấn đề đó, cho nên là cái cửa nhà vệ sinh á các con làm vỡ thì thứ nhất là cháu cũng nói với chú là cái này là tiền của các mạnh thường quân, các bác giúp đỡ cho hai chị em để làm được cái cửa như thế thì bây giờ các cháu nghịch nhau xong là làm vỡ rồi thì cái này cũng không phải là chú cháu mình mong muốn, tuy nhiên thì đã vỡ rồi, hy vọng là chú sẽ mua tấm mới về thì tới này cháu sẽ lên và hỗ trợ lắp cho chú đó, chỉ có như thế thôi để cho chú biết được là con của chú đã làm vỡ và chú phải có trách nhiệm ở trong nó. Cái vấn đề nào ra cái vấn đề đó
Thế này thì cũng không đắt đâu các bạn, nó chỉ rẻ thôi, trăm nghìn tí thôi, nhưng mà để cho chú biết được là cái này là các con làm vỡ thì chú, bản thân chú cũng có trách nhiệm để có dạy các con cũng như là bảo các con dễ hơn, khi mà mình sẽ phải bỏ tiền bỏ sức ra để đền thì trách nhiệm của mình nó sẽ lớn hơn. Còn vấn đề đất thì Tuyên cũng đã làm việc với chú và chú cũng vừa mới nói chú đã thím cũng đã nhất trí cho, và tới này sẽ tiến hành làm chuồng bò ở cái khu vực mà đợt trước Tuyên cùng với chú đã đi ngắm, và tí nữa thì anh em hai chú cháu sẽ đi đo cùng với cả em Vừa nữa. Thì em vừa trước thì anh đều không được biết, nhưng mà anh đã làm việc với chú là qua điện thoại thôi, thấy chưa? Nhưng mà em Vừa vẫn phải cảm ơn chú để tới này là xin thêm cái chỗ đất đấy rộng ra một tí nữa. Thì trong thời gian chăn nuôi thì dĩ nhiên là những cái phân chuồng nó thải ra ấy thì không thể nào mình lấy zin ở cái chỗ mà chuồng làm chuồng được, thì phải lấy dư ra sau nữa. Thì phải tới này châu bò cái thứ lợn mình nuôi nó thải ra thì còn có chỗ mà để đấy. Em Vừa em nói với chú đi. Chú nói to lên. Bác hiểu lại. Nói to lên, nói bé có nghe được. Chú bác hiểu cái gì rồi nó muốn xả lại. Thầy nó muốn to mà. Thầy nó muốn mà. Cô cháu chín dậy và đi với chồng cây cứ ốm của cháu nhiều. Đây em Vừa thì như nhát nói hơi bé nhưng mà dạn suốt rồi, nói to lên các bác có nghe được, nói bé quá các bác không nghe thấy. Bây giờ thì hai chú cháu mình sẽ đi đo cái chỗ đất, đảm bảo với các bác thì thím đã cho. Bây giờ chú cháu mình sẽ đi đo. Em Vừa chuẩn bị cho anh một cái con dao để chặt làm cái cọc đóng, mình kéo dây. Con đi ở lúc này. Con đi giấu lúc mà. Ôi chào anh Gan con đi à. Ôi nó phải lâu tỉnh lìa. Phải lâu tỉnh sao lìa cao lò. Chú đóng của anh à. Chỉ một chỗ tôi lùa đất đây. Ta muốn xếp lại. Đây em Vừa này, đây anh bảo cái xi măng này ấy, mà chú nhờ chú là lấy cái bao hay lấy cái bao tải khác ấy để đựng vào, xong là mình cho lên cùng với cái đống kia để các bạn đỡ nghịch nhá, không để này hỏng hết xi, nhớ chưa? Mất tiền ấy không phải là xin về đâu. Bây giờ thì em Vừa đi với anh chú để đo các bạn ạ. Đất thì sẽ làm ở khu vực bên này. Còn bao giờ tiến hành vào cái thời điểm nào thì tí nữa Tuyên sẽ cùng với chú đi, cùng với chú và em Vừa sẽ quyết định. Trước khi tiến hành thì anh em sẽ phải tìm hiểu xem là thiên thời địa lợi nó có nhân hòa hay không, đặc biệt là nước có đủ để sử dụng hay không. Đi. Trước ấy thì cái chuồng bò sẽ làm ở khu vực bên này các bác ạ, và sẽ làm hai gian, còn cái đá này sẽ vẫn phải sẽ phá thêm. Đập từ bên này về nhé, đúng về đến đây thôi thì sẽ xếp đá từ cái khu vực bên này nhá cho nó rộng lên. Bảo tí nó bảo chú là xin thêm ở khu vực bên dưới này một chút ít thôi, để mấy nữa là quay ở đấy để mình cho phân thải ra ở khu vực dưới kia, sau đó mình sử dụng cái phân đó để đi trồng ngô ở dưới mảnh nương dưới kia nhá, không là sau này anh không đến để giúp đỡ các em nữa, và khi mà anh chia tay các em rồi thì muốn là các em ở đây tự cung cấp, tự phát triển kinh tế, tự làm mọi việc để giúp
bản thân các em, nhớ chưa? Tưởng có dây cước, bây giờ là ở đây thì chỉ có tận dụng được cái gì tận dụng thôi các bạn. Bây giờ là đất thì sẽ như thế này nhá. Chú cháu mình sẽ lấy theo cái đường, tức là từ cái gốc cây này sang lên đây, sang lên chỗ khu vực bên này nhá. Em vừa không cần lấy ra đâu. Chỉ nó lấy tầm 1 lít. Cho đi, em chỉ cho nó cho đi. Tìm cho anh 4 cái đoạn cây dài như thế này để cắm cọc, để đóng cọc vào đấy, mai còn nhớ lau tù pa hả? Lên đế mới gì? Sẽ là... À, đúng rồi, nó sáng dài. Yeah, nó sáng mà. Chính là ok, bù chù tuyên sung. Bây giờ sẽ định trước và đất đến đâu thì tới này xây đến đó. Ông bác xây chứ bác. Mới ta chịu không? Chịu hắn ta chậm. Chịu gì? Chịu cho nè. Xin Chú nó phá tao cho tóc. Phá tao. Chú xin à? Phá tao mà. Phá mà. Mới lúc nãy ra là không mà ta mù lắm. Mới lúc nãy xin thì ta có. Kế lắm như lo chậm. Mới phá tao mù lại cho ta. Phá tao lắm. Tao chỉ đấu. Tao chỉ bán tao. Công công sợ. Không mà mình có khi đâu không tàu nè. Thì đúng là đó. Đang tính là sẽ phá cái hòn đá này đi các bạn. Và cái hòn đá này sẽ phá đi. Thì Tuyên đang bảo là không phá, nhưng mà chú bảo là chỉ cần một ngày công thôi thì có thể phá được cái hòn này rồi. Xin đi mà chất. Được không?
lên được như này rồi. Dây này là dây buộc tạm thời thôi cho nên là hơi cắm ở kia một cọc chưa trai sao cắm đi, cắm ở trên đấy một cọc để kéo cái dây này lên trên đấy cho nó chuẩn luôn. Cắm đi chỉ cho nó ra là cho nó trong cái gói đồ này cắm đi tay qua chia này. Ít tàu mới mé hơn tàu đó. Muốn lấy hết đi sao? Rất rất chiều. Để cho xanh chín thì phải kéo dây hết các bạn ạ. Để tới này làm thì sẽ không bị
nhầm lẫn, và mục đích như thế là để cho thím về thím còn biết được là anh em đã đo đến đâu và lấy đến đâu. Thì xem là sau khi thím nhìn thấy như thế thì thím có phản ứng gì không, và có ý kiến gì về cái vấn đề đất như thế này không, để anh em Tuyên sẽ tiến hành. Đây, cái diện tích nó sẽ là như thế này các bác nhé. Đang tính là cái chuồng bò sẽ quay mặt lên trên này, và khu vực chuồng bò thì sẽ xây ở dưới này. Trai nhá, anh bảo nhá, cái chuồng bò thì mai này mình xây sẽ là xây từ kia về đây, như thế này về đây. Đấy, theo cái tường đá này về đến đây, hết đến đây thôi nhá. Hết đến đây thì cái tường, một cái tường của mình nó sẽ nằm ở như thế này. Mục đích kéo rộng ra như thế này là để là thoải mái nhá. Như thế này là thoải mái rồi, đưa ra 30 phân rồi. Cần như thế thôi, mình cũng chả cần lấy rộng ra kia nữa làm gì, chả giải quyết được cái gì nhá. Để cho thím có thể canh tác, trồng ngô, trồng rau ở ngay đấy. Trồng được thì mình không lấn chiếm ra nhiều, chỉ cần chỗ để phân thôi. Sau này phân của mình nó nhiều quá thì vẫn có thể cho thím dùng thoải mái, được chưa? Như hai chị em thì có mỗi một mảnh nương thôi thì cũng chả trồng được bao nhiêu. Cái này sẽ là xây từ kia về. Về đây ngăn, hai ngăn. Một ngăn bên này là làm một cái chuồng bò bên này, còn ngăn bên này sẽ là nuôi lợn, hoặc là nuôi lợn bên này cũng được. Đấy, tùy, anh sẽ ngăn hai ngăn đều bằng nhau. Sau đó là cái cửa là khu vực bên này. Cửa là khu vực bên này thì đường sẽ tiện lên đây luôn. Còn đá này cố gắng nếu mà phá được thì sẽ phải phá đi, phá hòn đá này đi cho nó thoải mái. Còn bây giờ thì Tuyên sẽ đi vào nhà cùng với chú để bàn bạc cái phương án tiến hành làm và tiến hành xây dựng, xem là bao giờ có thể tiến hành được, và khi tiến hành thì có cái gì có thể vướng mắc hay là cái lý do gì để mình tháo gỡ hay không. Ngu to lắm á, tháo được gì không? Cái này á, dịch thế này dịch dịch nữa là nhưng mà em chỉ ở tụi con nghề lo mà ở hai đi sẽ là nhân đi tao chỉ tao tao mà bây giờ ok đó, thì tao mà sẽ là kho đi trà mà giờ của họ tụi con sẽ là thành kho đi trà với tụi với kho đấy, chỉ kho mà tính đi chứ cho nên mà giờ từ ua tao mà giờ ua lộc cho nên mà kho nên mà cứ chỉ cho tao á chị à, chỉ tao à, nó con giả nên cho tao mới chỉ mà chỉ hận tao, tức là cái chỗ này cũng không trùng được cái gì đâu các bạn. Đang nói với chú là cái chỗ này là đá không thôi, chả trồng được cái gì. Thì nếu mà có trồng thì chỉ trồng được cái chỗ này một tí thôi, 1-2-3 cây ngô thì nó cũng không giải quyết được gì nhiều. Giàu nghèo thì nó cũng không thể nào mà cái tí đất này làm cho mình nghèo đi hay là cho mình giàu thêm được. Cho nên là phải có sự thuyết phục, cũng như là có những cái lời nói của bản thân Tuyên phải lên đây trực tiếp. Và Tuyên cũng đã liên lạc trực tiếp với thím để chính miệng Tuyên nói và xin thím thì thím mới cho. Vừa rồi thì có lẽ là em vừa đi xin thì em vừa bảo là em trai với em vừa đi xin thì thím bảo không cho. Nguyên nhân thì vẫn là do nhiều lý do, có thể là thím đã không thích hai chị em từ trước cho nên là có thể là thím nó không cho. Nó hơi chế. Đi học à? Vừa đi học à? Đi thay quần áo đi, xong đi học đi. Vừa đến giờ đi học rồi. Xong rồi các bác, bây giờ thì ngồi nước và bàn bạc đến cái phương án xây dựng, xem là chú và em trai có ý kiến gì về cái mình đất đó hay không. Nước đây à? Đun đây chứ?
nước nó cứ vàng vàng, cái nước ở mái nhà xuống à? Ừ. Nhìn thấy hai có lò nào mà phải trở đây nữa. Chị Hú. Tàn. Đấy, cho Á mà có là to thì to. Cho Á. Cho Á mà quan hệ tức là thì quan hệ gì thì cô thấy tao của tao. Ừ. Tao mỗi đi sở học. Sẵn cô đi thấy tao. Đấy. Cái phần đất thì đã được như vậy rồi. Bây giờ Tuyên cũng sẽ bàn bạc với chú và tính đến phương án để xem là bao giờ thì có thể tiến hành xây dựng, và xây dựng thì sẽ xây dựng theo kiểu mẫu như thế nào để cho chú ý kiến. Đấy, ua là ua, ua ý giả cho bên nê chó là ua đi chào ua. Ua ý giả. À, ua ý giả đấy, ý giả thích tập. Giờ ý chó mà ua nhá thì không tiền tao, ua cho là ua sử. Cho nên mà vô vô sư hô, ua tức vô lò là rồi. Ua ý giả lúc chế, ua ý giả lúc chó vua vua ủa giả của bùa chứ giờ là mà ủa giả nó cũng không bùa sản tức tập và ủa o luôn ủa o kể nhưng ủa kể mà ít kể mà chè dù nhiều giờ kể mà gì chè dù ăn chì mà dù mua chè mà dù bùa là dù chỉ mua chè mà dù cay đây tức tập giờ là đấy phương án thì là như vậy thì đang ý kiến với chú xem là bao giờ có thể tiến hành được thỏa tư ủa tao thảo thứ quá cứ nhìn đi mà nà chỉ đợi chỉ muốn đây mà thấy tà lúc thì nó hát đi của hát tàu ôi giờ thì của mà đẹp chảnh mà tà lúc gì nó nà giờ nà lo mà lo tàu nà lo mà đây thứ muốn tàu là hát gì thì nà chỉ lo chú đang nói là phải hết tháng này mới làm được các bác ạ. Bây giờ mưa không có nên là không có nước, còn mua thì nước ở đây khá là đắt, lên đến đây thì hơn 2 triệu một xe. Hơn 2 triệu một xe thì vẫn phải dùng cái dây rất là dài kéo từ trên kia xuống. Nếu như trường hợp xe người ta không chờ, xe họ chờ thì mỗi một ngày họ lấy 800.000, như vậy là sẽ mất rất là nhiều tiền, kinh phí ít và cái số tiền nó không nhiều, cho nên là cũng không thuận lợi. Nên là Tuyên cũng sẽ không tính đến vấn đề mua nước. Hy vọng rằng chú khi nào mà có nước sẽ thông báo đến cho Tuyên để lên cũng như là tiến hành xây dựng. Còn đất thì đã thống nhất với chú Thím rồi. Thì kéo những cái kia nhá. Cha đi giả cho họ mà xe đi. Chú còn nhìn nó xe là còn sau xe tao chỉ tao. Chỉ tao xe mà có từ chỉ tao mà kho. Có từ mà họ hay út mà họ phát kho cho tao chát cho các chát cho luôn lo mà mạng thì hành lý như gì nữa chứ có lý tư gì hành nâu nếu cái hành cho mình thả như thế à bố xì hát cái tâm đấy em trai nhá. Chuồng thì bây giờ chưa tiến hành được, trước đó anh cũng đã thông báo đến cho em vài lần rồi, tuy nhiên thì thời gian vừa rồi anh cũng khá là bận ở chỗ em sinh quẻ, các em không biết cái anh đấy. Nhưng mà về cái chuồng bò ấy thì phải đến hết tháng này, gần đến hết tháng sau mới làm được. Bây giờ phụ thuộc vào trời mưa thì mình có nước dự trữ thì mới có thể tiến hành xây dựng được. Bây giờ không có nước thì vật liệu anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, bây giờ chỉ có chờ nước thôi. Đấy, còn thợ thì có thể thuê thợ ở trên này cũng được, bởi vì là một cái chuồng bò thôi thì nếu mà gọi thợ dưới kia lên thì xa quá, gọi thợ ở quanh đây cho người ta làm thôi, hoặc là chú xem chú biết xây thì sẽ cho anh chú bóc xe thế nhỉ, bóc xe bóc xe tiếp tập cho chú bóc xe không biết xây thì khó nhỉ. Thế thì vẫn phải thuê các bác. Nhưng chú xây thì bản thân cháu vẫn trích cái số tiền công đấy ra cho chú thôi, nếu mà chú xây được. Tiếp tục bóc xe mà thì bây mà hà sẽ chế ý cho thức tự sạch. Bóc xe mà thức xe thì ta sẽ bóc xe. Bó lũ của ô tà vô lấy dũ hơn được. À, của chỉ lo mà nhà bó lũ của tà mà bóc tùy được. Chứ chọc chọc là tệ chứ. Bó tà vô lấy ô tà. Giờ là mà bó là lấy ô tà. Có lẽ là sẽ khoán thẳng luôn các bạn, khoán thẳng luôn cho các anh em làm. Bởi vì
Bây giờ thì công việc nhà chú cũng khá là bận, chú còn phải chạy vệ cơm nước cho gia đình nữa, con thì khá là đông nên là Tuyên cũng sẽ không gây áp lực, cũng không nhờ chú quá nhiều, vì chú chỉ cần cung cấp đầy đủ nước cho các anh em thợ làm là được. Còn chỉ xây chuồng thôi thì Tuyên sẽ tìm thợ ở trên này và cho bà con ở trên này người ta làm luôn để cho tiện đi lại cũng như là tiện để làm. Và cái tốc độ làm thì khi mà người dân ở đây người ta làm thì sẽ tốt hơn. Còn nếu mà để Tuyên gọi thợ ở dưới kia lên thì rất là xa, cộng với lại cái thời gian di chuyển nữa thì anh em người ta lên. Và làm một cái chuồng thôi thì nó khá là nhỏ, thì chắc có lẽ là không có thợ nào dưới kia lên đây làm được các bạn. Để phương án là như thế nhá em trai nhá. Bây giờ thì em gửi lời cảm ơn chú và thím, hy vọng là thím sẽ không có ý định thay đổi cái miếng đất đó. Anh đã đo cắm dây đàng hoàng, kéo dây rồi. Thì tới này chắc tối thím về thôi đúng không? Tối về thì xem hỏi ý kiến thím nhé. Hỏi ý kiến thím xem là có sửa chỗ nào không. Đấy, cháu thì là bảo và là cháu với anh Tuyên là kéo từ đây ra đến đây chỉ bà đàng hoàng, xem là có thím có sửa chỗ nào không. Đấy, như thế có hợp lý không? Đấy, cháu chỉ xin như thế thôi, còn chỗ đấy thì thực ra nó cũng chả trồng trọt được nhiều. Cơ bản là thím thì không thích hai chị em từ đầu, cho nên là để hai chị em lên tiếng nhiều thì không tốt. Nhưng mà anh đã làm việc xong hết rồi, bây giờ các em chỉ cần hỏi ý kiến thôi. Còn nếu mà thím bảo ok rồi thì cứ để nguyên như thế, hoặc là anh lên anh tiến hành thôi. Nhớ chưa? Mọi việc anh vẫn đang âm thầm làm. Thưa các bác là tất cả mọi việc Tuyên không phải là không ghi hình lên thì Tuyên không làm, mà là những cái lúc mà Tuyên không ghi hình thì vẫn hoạt động bình thường. Có thể là những lúc ghi hình thì còn làm ít hơn những lúc không ghi hình các bác ạ. Vì liên hệ được chú với thím thì rất là khó. Ở đây thì sóng điện thoại không có. Mà đến đây cụ thể là như hôm nay Tuyên lên thì chú thì có ở nhà, thím thì lại không. Cho nên là để gặp được cả chú thím ở nhà thì cực kỳ là khó. Đấy, hy vọng hôm nay Tuyên lên thì gặp được thím. Tuy nhiên thì cũng đã làm việc với chú thím qua điện thoại rồi thì cũng không cần thiết phải gặp được thím, và gặp được chú cũng là tốt rồi, thì Tuyên làm việc với chú cũng đã xong. Còn về vấn đề tiến hành thì trước khi tiến hành thì Tuyên cũng sẽ công bố toàn bộ cái số tiền mà quý cô bác anh chị và quý khán giả được biết về cái khoản tiền làm quỹ làm chuồng bò này, và cho các bác biết được là cái quỹ còn bao nhiêu và những khoản nào chi tiêu vào cái gì, để cho các bác nắm được mà cùng với Tuyên kiểm soát cũng như là tính toán lại cái số tiền mà hiện tại vẫn còn. Vật liệu thì Tuyên đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, xi măng đã có, bờ rô đã có, đầy đủ hết rồi, bột thì vẫn còn, đấy, gạch thì vẫn còn, đấy, chỉ sử dụng cái chỗ gạch và cũ và chỗ bột cũ, xi măng thì mua mới rồi, bờ rô thì là mua mới rồi, tất cả đầy đủ sẵn sàng hết rồi, bây giờ chỉ chờ múi nước thôi. Nên là mong quý cô bác anh chị Tuyên chưa tiến hành được thì đặc biệt là các bác, các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho hai chị em, thì mong các bác chờ thêm một vài thời gian nữa. Khi nào đủ tiến hành, đủ nước để tiến hành thì Tuyên sẽ tiến hành cách nhanh nhất có thể để cho hai chị em có thể phát triển kinh tế, phát triển cái cơ sở hạ tầng. Gió to thế này có sợ tôn nó bay đi không? Bao rồi. Trong lúc anh em đang đo cái đất thì nhận được một tin cực kỳ là mừng. Phần là cũng để ủng hộ cho chú một chút, gọi là có thôi, một chút ít thôi. Tuy nhiên thì khoản tiền này không phải là bản thân Tuyên bỏ ra, cũng không phải là trích từ quỹ ra. Tiền này là trong lúc anh em đang, chú cháu đang đo cái đất mà xin chú để làm chuồng bò, thì có cô Phan Thị Hạnh, cô đã hỗ trợ chính cái cô ngôi nhà của hai ông cháu. Cô cũng điện cho Tuyên và tình cờ là đang đo đất thì cô bảo thế thì hỗ trợ cho chú luôn 1 triệu để động viên cũng như là giúp đỡ cho chú trong cái thời gian khó khăn này. Thì cháu cũng có tiền sẵn ở đây, cháu trao cho chú luôn. Đây, cháu trao tận tay cho chú. Hy vọng là cái món tiền này sẽ giúp cho chú cải thiện một phần nào đó về cái bữa ăn của gia đình, và hy vọng là số tiền này sẽ giúp cho gia đình chú được đỡ một phần thức ăn
và giúp cho gia đình chú được an ủi một phần nào đó về cái sự khó khăn, cũng như là thời gian này thì nhà chú đang đói. Có được cái khoản tiền như thế này thì cực kỳ là quý giá các bác. Cảm ơn bà Hạnh đã thấu hiểu cũng như là san sẻ tình yêu thương gửi đến cho bà con. Tôi rất là cảm động cũng như là vui mừng khi mà nhận được cái khoản tiền này của cô ngay lúc này, đặc biệt là cái lúc mà tôi đang đi đo đất để xin nhà chú không có khoản chi phí nào cho chú. Thì đây là một món quà của bà Hạnh đến rất là kịp thời để giúp cho chú, cũng như là động viên chú để làm sao mà gia đình chú vượt qua được cái thời gian khó khăn này. Tất cả mọi việc thì Tuyên cũng đã giải quyết xong. Hy vọng rằng các bác sẽ thấu hiểu cũng như là đồng hành tiếp tục cùng với Tuyên để giúp đỡ cho hai chị em. Và tới này hy vọng là sẽ trời sẽ sớm mưa để cho hai chị em có được cái chuồng bò để phát triển kinh tế. Bây giờ thì Tuyên cũng không có thời gian cũng như là không đến ghi hình nhiều ở nhà hai chị em. Tuy nhiên thì vẫn liên tục hỏi thăm, vẫn liên tục tạo những cái điều kiện để cho các em phát triển và liên tục giúp đỡ cho các em trong cái thời gian mùa đói này, để giúp đỡ các em qua những cái bữa đói để các em có thể lao động và có sức khỏe để sống tiếp và làm những cái việc các em mơ ước. Đặc biệt là cảm ơn cô Dù Thà ở bên Mỹ đã tài trợ chính cho cái chuồng bò của nhà hai chị em. Tuyên hy vọng là cái sự chậm trễ của Tuyên sẽ không làm cho bà thất vọng. Tuy nhiên thì nó cũng có lý do. Bởi vì thứ nhất là Tuyên đang hỗ trợ cho em Chính Què. Bản thân Tuyên thì hỗ trợ khá là nhiều hoàn cảnh. Tuy nhiên thì vẫn mong muốn là những cái hoàn cảnh mà Tuyên hỗ trợ sẽ được sự chung tay giúp đỡ đồng hành của quý khán giả, đặc biệt là các mạnh thường quân đã từng hỗ trợ cho các hoàn cảnh. Thì hy vọng các bác chờ lâu sẽ không bị buồn cũng như là chán về cái hoàn cảnh đó. Hy vọng là những thước phim này của Tuyên sẽ đem lại một cái cảm giác mới cho các bác. Trước đó thì phim kênh của Tuyên đã bị mất, tuy nhiên thì cũng không thông báo đến cho hai chị em, bởi vì hai chị em thì còn khá là nhỏ. Nhưng mà các hoàn cảnh khác thì Tuyên đã thông báo và các em cũng đã đồng cảm, chia sẻ và động viên. Bản thân Tuyên thì cũng rất là mừng khi mà các em cũng là một người thấu hiểu, gọi là thấu tình đạt lý. Khi mà Tuyên bị mất kênh thì các em cũng hỏi thăm. Đây cũng là một điều mà Tuyên cảm thấy rất là mừng. Trước khi kết thúc video thì mời em trai. Đầu tiên là cảm ơn bà Hạnh đã gửi cho chú một khoản tiền khá lớn để cho chú giúp đỡ cho chú trong thời gian khó khăn này. Thứ hai nữa là em gửi lời cảm ơn chú đã tạo điều kiện giúp đỡ cho hai chị em để có được cái mảnh đất bây giờ. Tới này anh sẽ tiến hành xây chuồng bò cho gia đình. Vâng, gần gần một chút. Cháu cảm ơn cô và cô đã gửi tiền cho chú, và cháu cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và con cảm ơn chú và chú đã cho đỡ cho con, và con cảm ơn chú rất là nhiều và chúc chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và em cảm ơn anh rất là nhiều nữa, và anh đã giúp em rất là nhiều, và em cảm ơn anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Đấy, anh cũng chúc mừng em nhé. Chúc mừng em đã được chú cũng như là thím rủ lòng thương tạo điều kiện để cho em có được cái mảnh đất. Về cái mảnh đất cũ thì rất là nhiều khán giả thắc mắc là mảnh đất cũ rộng như vậy đổi sang chỗ nhà ở, tại sao lại chỉ được mỗi nhà ở không? Thì cũng xin thưa với các bác là thống nhất từ ban đầu là bên kia không làm được nhà thì chú thím chỉ trồng trọt thôi. Thì đổi sang bên này thì hai chị em đã làm được cái nhà kho như thế này rồi. Thì ngoài cái nhà ra thì cũng có sân và hiên rất là rộng, cho nên là không còn thắc mắc gì về cái mảnh đất này nữa. Hy vọng là các bác sẽ quên lãng đi. Còn cái chỗ đất chuồng bò thì đây là xin thêm chứ không phải là mua hay là trao đổi nữa. Tuy nhiên thì đã được thím nhất trí và chú cũng đã nhất trí, Tuyên tới này sẽ tiến hành xây dựng. Bây giờ thì Tuyên cũng xin gửi lại cảm ơn bà Hạnh đã thấu hiểu tình cảm cũng như là sự yêu thương gửi đến cho chú một cái khoản tiền kịp thời hỗ trợ cho chú trong cái lúc mà đang đo đạc như thế này. Thì chú sẽ mất đi một cái khoản đất khá là rộng, tuy nhiên thì nhận lại một cái món quà cực kỳ ý nghĩa như vậy thì chú cũng được động viên một phần
và cảm ơn bà rất nhiều. Chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc bà luôn luôn thành công trên mọi con đường của bà. Xin cảm ơn bà rất nhiều. Và kênh tập phim này của tên cũng chỉ đến đây thôi. Cảm ơn tất cả quý cô bác chị và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.